Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và hiện tại trên bàn mình là một chiếc vali đến từ JBL. Nói là vali thôi, thực ra đây chính là một phiên bản loa portable có tên là JBL EON208P. Và hãy cùng mình mở cái vali này ra để xem bên trong chúng ta có những cái gì và em loa này có cái điểm gì hay ho thú vị nhá. Ok, bắt đầu nào. Và sản phẩm này cũng sẽ có mặt trong Headphone Show tổ chức vào ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, quận 3. Và tất nhiên là vé ra vào là hoàn toàn miễn phí. Và cái vali ở đầu video của chúng ta ấy, thì sẽ nặng khoảng tầm 17kg. Vì thế các bạn cũng không cần phải bỏ quá nhiều lực đâu. Chỉ cần một bạn nam thôi là có thể đủ xách cái vali này đi rồi. Các bạn có thể xách đi cho rất là nhiều mục đích. Bởi vì là ở bên trong này chúng ta hỗ trợ cả micro để các bạn có thể cắm vào, cùng đồng thời là rất là nhiều cổng kết nối, như kiểu là một cái dàn mini sound để các bạn có thể chạy lên quanh ấy. Đây bây giờ mình sẽ mở ra nha. Để mở thì các bạn nhấn vào hai cái chốt ở hai bên này. Nhưng mà các bạn nhớ chúng ta giữ từng chốt một thôi để còn giữ loa. Đó, đây là một chiếc này. Tiếp tục, đây là chiếc loa thứ hai của chúng ta này. Và đây là ba thành phần chính. Khi mà mình dỡ hai cái loa ra thì các bạn thấy nó lại phân làm ba cục, hai bên thì là hai loa, và ở giữa này của chúng ta sẽ là cái bàn mixer cũng như đây chính là amplifier của chúng ta luôn, để kéo cho hai cái loa này. Ở trên loa JBL 208P thì chúng ta sẽ có vừa ưu vừa nhược. Ưu điểm là các bạn thấy đấy, rất là gọn nhẹ, khi mình tháo từng cái vali nhỏ ra mình đã có ngay hai loa và một amplifier rồi. Thế nhưng có một cái điểm bất lợi là chúng ta vẫn phải cắm điện để sử dụng được cái loa này, chứ còn không hề có pin ở bên trong. Và đây là một trong hai loa của chúng ta. Như các bạn thấy là bề mặt e-căng sẽ được làm bằng kim loại rất là chắc chắn. Tiếp theo thì bên ngoài sẽ là nhựa và các bạn sẽ có những cái phần chân cao su ở đây. Các bạn có hai cách để cái loa này, ba cách. Một là các bạn để đứng như thế này. Hai là chúng ta xoay nằm ra để làm loa monitor ở trên sân khấu. Và ba là ở phía dưới của loa. Các bạn có một cái rắc cắm này. Các bạn có thể cắm vào những cái chân tripod chúng ta đưa cho nó lên cao hơn. Quay về cái phần màng loa thì ở đây các bạn sẽ có một cái loa bass có kích thước lớn là 8 inch. Và ở phía trên loa bass này thì là một loa chép. Và với hai cái loa này thì nhà rất có đưa ra con số chúng ta là 121 decibel ở mức tối đa. Như vậy các bạn có thể phục vụ được cho đâu đó khoảng tầm 100 cho tới 150 người ở trong một phòng rất là thoải mái với hai cái loa bé bé này. Rồi, bây giờ hãy cùng mình đến cái cục amplifier nha. Với cục âm ly này thì ngoài nhiệm vụ là đưa tín hiệu, xuất tín hiệu ra thì chúng ta sẽ còn một cái ngăn đằng sau ở đây để các bạn có thể đựng những cái phụ kiện đi theo loa, ví dụ như là dây dợ chẳng hạn. Và khi mình mở ra thì mình thấy chúng ta sẽ có đầu tiên là hai dây loa này. Mỗi một dây này theo như mình đo dài khoảng tầm 3 đến 3,5 mét. Ở đây thì các bạn sẽ có cả rắc để cắm mic, các bạn có luôn một cái đế để gắn mic này, và đây sẽ là mic AKG của chúng ta. Và cuối cùng còn lại ở đây thì sẽ là một cái dây nguồn của loa. Bây giờ mình tiến hành là kết nối âm ly này với hai loa, sau chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái bảng có rất là nhiều núm ở đây nhá. Khi tiến hành cắm dây cho chiếc loa này thì các bạn cần lưu ý là loa nằm bên trái chúng ta cắm vào cổng trái, là loa nằm bên phải các bạn cắm vào cổng phải. Ở phía mặt sau của loa đây như mình đang cắm này, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái lỗ này chúng ta cắm loa trái phải, và bên này là cắm điện nguồn. Đồng thời ở phía đây các bạn sẽ có công tắc để tắt bật loa. Tiếp theo là đến phần âm ly của chúng ta thì các bạn sẽ có một cái âm ly có công suất tối đa là 300W và sẽ sử dụng mạch lớp D. Với cái âm ly này thì 208P cung cấp cho chúng ta rất là đầy đủ những cái nút chức năng. Đầu tiên là các bạn sẽ có cái nút master volume ở đây để chỉnh âm lượng của toàn bộ cái loa này. Tiếp theo là đến từng cổng nhỏ như là 1, 2, 3, 4 thì các bạn sẽ có một loạt chỉnh chép, chỉnh bass, chỉnh reverb. Nút on off này là để dành cho việc chỉnh reverb. Nếu như các bạn mà tắt đi thì reverb này chỉnh hoàn toàn không có tác dụng gì nữa, coi như là reverb bằng không, bạn bật lên thì mới được. Ở đây các bạn sẽ có công tắc phantom power để chúng ta cấp nguồn cho mic điện dung, và mic điện dung các bạn có thể cắm được vào cổng 1 hoặc là cổng 2 ở trên EON208P. Với lại cái nút 2Z ở trên cổng 3 này thì các bạn sử dụng để cấp nguồn thiết bị có trở kháng cao, ví dụ như là guitar hay là mixer thì các bạn sẽ cắm được ở cổng 3. Và với công tắc mic line ở dưới này thì các bạn sử dụng để chuyển đổi giữa jack Canon và jack 6 ly. Như mình đang để ở đây là nhấn vào thì sẽ là jack Canon. Khi mà mang EON208P đi chúng ta có tới là 4 cổng để các bạn có thể cắm được hai mic này, một mixer hay là một keyboard vào như kiểu một cái dàn nhạc mini theo bạn ấy. Còn đối với lại bên CH56 hoặc CH78 thì các bạn đang có thêm những cái chân đầu vào khác cho chiếc loa. Ở đây là các bạn có jack 6 ly này, bên này là các bạn đang có jack hoa sen. Còn ở bên 78 thì các bạn vẫn có jack 6 ly, và đây là cái jack cắm 3.5 để chúng ta cung cấp nguồn nhạc vào. Nói chung là với cái bộ 5678 này các bạn có thể đưa nguồn nhạc vào từ rất là nhiều nguồn jack khác nhau. Chúng ta sẽ đỡ cái việc là không có đầu cắm để có thể đưa nhạc. Trong trường hợp mà các bạn tất cả những jack này đều không có, chúng ta có thêm một offer nữa, đó chính là sử dụng Bluetooth pair. Với Bluetooth pair này khi mình nhấn vào đó thì lập tức đèn của mình sẽ sáng lên. Và lúc này các bạn có thể kết nối Bluetooth vào để tiến hành là đưa nguồn nhạc vào trong bộ âm ly của chúng ta.
Và ở hàng cuối cùng của chiếc loa thì các bạn sẽ có cổng monitor out. Cổng này thì cũng có nút volume này. Đây sẽ là jack 6 ly và jack hoa sen. Ở bên headphone output này thì các bạn có thể cắm tai nghe vào và nghe xem những âm thanh gì đang phát ra ở hai chiếc loa này. Và cuối cùng các bạn sẽ có một cổng cắm loa sub ở đây. Trong trường hợp các bạn thấy rằng là hai cái loa này đánh bass nó vẫn chưa đủ yêu cầu thì bạn có thể tiến hành cắm thêm một cái loa sub nữa vào đây để chúng ta tăng cường âm bass. Và hiện tại là mình đã cắm mic xong vào trong chiếc loa này rồi. Mình sẽ thử luôn cho các bạn xem nha. Alo alo. Alo. Đó, đây là tiếng từ chiếc mic của mình và hiện tại thì mình không có bật nhạc cũng như là mình không tự tin lắm vào giọng ca của mình. Ở đây thì mình sẽ chỉnh cho cái reverb của chúng ta xuống một chút thì mình thấy nó vang hơi nhiều. Đấy, để một tí bass cho nó ấm tiếng thôi. Bây giờ thì mình sẽ nói thử cho các bạn nghe thông qua cái việc mà mình đang sử dụng mic. Với việc sử dụng mic như thế này thì chúng ta có thể sử dụng cái loa này, nó rất là đa dụng. Các bạn dùng trong cái trường hợp đi ra ngoài, các bạn cần phải nói trong một không gian lớn nhưng chúng ta lại không có những cái đôi loa cồng kềnh thì đây sẽ là một cái giải pháp rất hữu hiệu cho các bạn. Và có lẽ là cái điều mà mình thấy hay nhất đó chính là chúng ta dùng cái mic này để hát karaoke được. Đấy, cái này là hay nhất, chúng ta không cần phải đi xa, không cần phải mất công ra ngoài. Về hát karaoke ở trên chiếc loa này thì khi mà mình trải nghiệm mình thấy rằng có lẽ là bản thân mình nó chưa phù hợp lắm. Bởi vì để hát được chúng ta sẽ cần một người chuyên nghiệp một chút cũng như là giọng hát có lực hơn để có thể là hát hay ở trên chiếc loa này. Khi mà hát karaoke thì có hai vấn đề chúng ta gặp phải. Thứ nhất là đang hát bình thường chẳng may mic rơi, gây ra tiếng động rất là lớn và có thể làm hỏng âm ly hoặc hỏng loa. Thế nhưng mà với cái bộ này khi các bạn để âm lượng ở tầm mức 50%, đây mình sẽ để 50%. Sau đó mình gõ thử vào mic để các bạn nhìn nhá. Khi mình để như thế này cho dù mình có gõ vào thì cái phần âm lượng của mình nó cũng chỉ lên đến mức đỏ thôi. Chứ lúc này nó chưa tới cái mức độ mà có thể làm hỏng được hai cái loa này. Như vậy là với công suất lớn, đây là một lợi thế rất là lớn đến cái âm ly này. Thứ hai đó chính là việc khi mà các bạn đang hát, chúng ta chẳng may mà để mic hướng về phía loa, mic sẽ bị hú. Mình sẽ thử luôn cho các bạn xem có bị hú không nhá. Hiện tại là mình đang không có nhạc. Đúng ra là mình phải test thì có nhạc cơ, bởi vì là khi mà có nhạc chúng ta đưa mic vào thì tỷ lệ bị hú thấp hơn so với không có nhạc. Đây, mình để mic ở gần loa đây. Và như các bạn thấy là bộ này của chúng ta cũng có khả năng khử hú ở mức nhẹ. Chỉ là mức nhẹ thôi nhá. Nếu như các bạn vẫn cố tình là chúng ta đặt mic vào loa xong rồi hét alo alo là kiểu gì nó cũng sẽ bị hú. Nhưng mà nói chung với cái mức khử như thế này là chúng ta hoàn toàn yên tâm để hát rồi. Hai vấn đề mình vừa nói ở trên đã được cải thiện ở trên bộ này. Và bình thường thì mình sẽ có phần đánh giá chất âm. Thế nhưng bởi vì đây là một chiếc loa để hát karaoke, chiếc loa để các bạn đi ở ngoài trời, đi dã ngoại, nên là mình sẽ không đánh giá phần chất âm của hai loa này. Mình chỉ nói rằng là khi mà cái loa này các bạn sử dụng có công suất rất là lớn, bass và treble rất là nhiều phù hợp với các bạn hát karaoke. Chứ còn nếu mang loa nghe nhạc ra mà hát karaoke thì mình thật sự các bạn chắc chắn các bạn hát sẽ cảm thấy rằng nó không hay, bởi vì tiếng ra thật quá. Trong khi đó hai cái loa này nó sẽ có cách để các bạn hát hay hơn. Tổng kết video này lại thì với JBL 208P các bạn có thể thiết lập nhanh chóng một dàn line ngay trên sân khấu để chúng ta có thể cắm các nhạc cụ vào cũng như là có ca sĩ hát rất là đầy đủ mà các bạn sẽ không cần tới những bộ loa quá lớn hay những dàn mixer quá khủng. Và một cái điểm nữa là những ai mà thích một cái dàn karaoke nhỏ cho gia đình hoặc các bạn có thể mang đi ra ngoại thì 208P cũng là một sản phẩm rất đáng để trải nghiệm. Bạn nào mà đang muốn trải nghiệm tận tay hơn sản phẩm này thì đừng quên đến ngày Headfire Show 2019 do Nghe Nhìn Việt Nam tổ chức để có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm này nhé. Còn bây giờ xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.